thèm trà sữa quá, có ai đem đến cho mình không ta? Trà sữa của em đây. Cảm ơn anh. Thèm bánh tráng trộn quá, có ai ship đến cho mình không ta? Bánh tráng của em nè. Cảm ơn anh. Có gì đâu cảm ơn. Bill của em đây. Có Bull 2, mọi việc đều nhanh như điện. Vega, xe điện tiết kiệm gấp 32. Team Lala đã chiến thắng B336 và hứa rằng sẽ thay mặt nhóm để chiến thắng cuộc thi. Mặt khác, sau cuộc thi, mối quan hệ của Seven và Legio càng trở nên căng thẳng hơn với sự xen vào của Yuri. Kata an ủi và chờ Khiết Băng về sau khi cô nói rõ mọi chuyện với Trương Kiệt. Liệu tình cảm giữa Khiết Băng và Trương Kiệt có còn như trước không? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của Lala School. Trời ơi, tôi không ngờ thầy hiệu trưởng lại đột ngột từ chức luôn á. Đột ngột cái gì? Ổng mà không nhanh từ chức á thì trường mình chắc chắn mang tiếng xấu. Đã vậy á, còn ảnh hưởng đến tụi mình nữa. Ổng mà không từ chức sớm á thì trường mình cũng đã lỡ mang tiếng rồi. Tất cả do con Tuệ nghi vậy đó. Ủa, mà sao nhỏ đó không nghỉ học luôn cho rồi ta? Ê, nhỏ nó tới kìa. Bị như vậy mà còn mặt mũi đi học nữa hả? Đúng là mặt dày. Trên đời này loại người nào cũng có. Đúng là thứ không biết nhục mà. Mon em, sao nhìn buồn quá vậy? Có gì đâu chị. Nhìn mặt là biết có chuyện gì rồi. Chị là chị hai của em mà sao không biết được? Có chuyện gì nói chị nghe coi. Nào nói chị nghe đi, chị biết chị giúp được cho. Nào sao? Chuyện gì? Thì... nói chị hai nghe coi. Thì nhóm tụi em tham gia cuộc thi Đại chiến Underground cũng chỉ có mục đích duy nhất. Đó là... kiếm tiền trả nợ Việt Thi. Hả? Nhà Việt Thi mắc nợ hả em? Trời ơi. Thế nợ bao nhiêu lận? Lúc đầu thì là 100 triệu. Nhưng mà càng về sau thì càng tăng lên là chắc cũng hơn 200 triệu. Hả? Trời ơi. Hơn 200 triệu lận á. Thôi em cũng đừng lo lắng quá. Để chị tính cho. Chị có cách ạ? Chị nghĩ là nếu như mà nhóm chị thắng cuộc thi này á thì sẽ có được một số tiền khá lớn. Có thể giúp được cho việc thi á. Đúng rồi. Vậy mày không nhớ ra. Ừ, vậy là việc thi có cơ hội rồi. Nhóm chị đang thi đúng không? Ừ, dĩ nhiên rồi. Em phải cầu sao mà cho nhóm chị vào vòng trong cũng như là được giải nhất. Đúng rồi, cho nên là hãy cổ vũ nhiệt tình cho nhóm tụi chị nha. Chắc chắn là như vậy rồi, bây giờ em về em báo Việt Thi cũng như mọi người biết nha. Mọi người sẽ rất là vui, cảm ơn chị hai nha. Không sao đâu. Dạ, dễ thương quá à. Dễ thương, dễ thương. Cố lên. Chị hai cố gắng nha. Ừ. Cố gắng nha. Ừ. Thôi em đi nha. Ừ. Cố lên. Cố lên. Lalangel, cố lên. Lalangel, cố lên. Em đi nha. Ừ. Trời ơi, 200 triệu lận. Phải cố gắng mới được. Tội Nguyên. Dạ, con chào thầy. Con khỏe không? Chịu hoành có ảnh hưởng gì không? Ba lo con lắm á, nên ba qua đây á. Con vẫn khỏe, mọi chuyện vẫn bình thường. Mẹ con sắp về rồi. Nếu mà thầy ở đây mà mẹ con thấy thì sẽ không hay đâu. Thấy con khỏe là ba vui rồi. Thôi, ba về. Thầy, tại sao thầy lại từ chức? Tội nghi à, ba không phải là người cha tốt. Con không chấp nhận ba.
ba có xin chịu. Nên mà giờ ít ra ba phải làm được điều gì đó cho con, cho lòng ba cảm thấy thanh thản một phần nào. Thầy từ chức là để cho con được học tiếp đúng không? Thấy con vui, hạnh phúc như vậy là ba mãn nguyện lắm rồi. Tệ nghi, ba xin lỗi vì không làm được nhiều điều hơn cho con. Con oán hận, căm ghét ba, ba không chấp nhận. Ba có lỗi hai má con nhiều lắm. Thôi, ba không làm phiền con nữa. Cố gắng lo học hành nha. Đừng buồn chuyện của ba nữa. Ba về nha. Ba. Con mới kêu ba đó hả? Trời ơi, con gái của ba. Ba xin lỗi với con. Trời ơi, con hiểu nỗi khổ của ba. Con sẽ không bao giờ oán trách ba thêm một lần nào nữa. Cảm ơn con. Cảm ơn con gái của ba. Ông chờ đó đi. Mẹ con tôi sẽ lấy lại những gì đã mất. Ngay là dính mà. Trời ơi, Mina. Vui. Ồ, cậu làm gì mà cắm mặt cho điện thoại dữ vậy? Tao chơi game. Bữa nay mà mày đặt chơi game nữa hả? Ờ, game này hay lắm á cậu. Game gì vậy? Game này là game gân bao, bắn súng tọa độ thế hệ mới đó cậu. Bắn súng mà có gì đâu mà mê dữ vậy, ôm cái điện thoại dữ vậy trời. Trời ơi, cái game này không có giống mấy game bắn súng trước cậu biết đâu nha. Cái này á, mình chỉ việc kéo lực, thả tay, tung bay cảm xúc. Mọi thứ đều rất là vui vẻ. Hay ghê ha. Chơi game mà trước tôi mà tả như thật ý. À, thì tôi chơi game cả tôi đi ngoài tới ông. Nhưng mà giống tôi. Giống gì mà giống. Ôi trời ơi, hai người ha. Bây giờ chơi game mà cũng chơi game chung nữa. Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà. Hả? Hai người cái miệng lúc nào cũng chém chép. Đã vậy thích thể hiện giống nhau. Bây giờ đến sở thích chơi game cũng giống nhau nữa. Thôi. Rồi á, sớm muộn gì hai đứa bay cũng sẽ yêu nhau cho mà thôi. Rồi ha, sẽ trở thành cặp đôi mì úp. Hả? Biết mì úp không? Không. Nè, mì úp, mì úp, mì úp. Ủa? Ủa? Sao tự nhiên hai bà làm gì ấm sấm nhỉ? Không có gì hết á. Hai người này nè, ghê lắm. Mì úp, mì úp. Trời ơi. Mì úp. Trời ơi, hùa nhau rồi. Kỳ quá à. Xin chào mọi người. Em vào hồng cứu tôi. Chuyện gì đấy? Mì úp, mì úp, mì úp, mì úp. Không có gì. Mì úp là gì? Không có gì á. Mọi người ơi, có chủ đề rồi đây. Ủa, có rồi hả? Ừ. Mà sao có nhiêu đây người vậy? Khi băng đâu? Ờ, cả Likio cũng không thấy. Hai cái người này không tinh thần đồng đội gì hết trơn á. Vậy sao tập được? Trên kẹt. Ông thân với Khiết Băng lắm mà. Khiết Băng đâu rồi? Tôi cũng không biết nữa. Không biết là sao? Tôi tưởng ông với Khiết Băng cũng phải thân như tôi với Tội Nghi chứ. Thôi, chắc là hai người đó bận chuyện gì đó. Chưa quay lại. Mọi người bây giờ cứ xem chủ đề là gì đã, xong rồi tính tiếp. Ừ, mọi người tập trung nào. Chủ đề lần này là trust. Trust? Trust. Tức là niềm tin đó hả? Cũng có thể dịch là sự kỳ vọng. Tính theo chủ đề âm nhạc thì tạm dịch là niềm tin thì hợp lý nhất. Thế thì đơn giản thôi mà. Bây giờ nhóm mình biên đạo một bài nhảy xung quanh cái chủ đề này, xong. Không đơn giản như ông nghĩ đâu. Bởi vì chủ đề lần này chúng ta phải kết hợp cả ba bộ môn hát, nhảy và rap. Hả?
Là sao? Ủa là mình phải thi cả ba nghiệp luôn á hả? Không, vẫn như các vòng trước, chúng ta chỉ đấu một trận. Và trong một trận này chúng ta phải hài hòa kết hợp cả ba bộ môn hát, nhảy, rap. Trời ơi, sao rắc rối quá vậy? Khó quá. Ừ. Mọi người đừng hoang mang. Về nhảy thì chúng ta ai cũng có thể nhảy được. Còn về rap thì có tôi với Seven. Còn hát thì... Hát thì không cần phải lo đâu. Vì đa số mọi người ở đây ai cũng là học sinh của trường La La School mà. Đúng đấy. Tất cả những cái này đều là thế mạnh của chúng ta. Tôi nghĩ là mọi người không cần phải quá lo lắng đâu. Nhưng mà điều quan trọng nhất ý là phải kết hợp làm sao ba bộ môn này hài hòa nhất có thể, đúng với chủ đề. Rồi, mọi người có ý tưởng gì không? Tôi không biết nha. Tôi cũng chịu. Trời đất ơi, cả nhóm tụi mình phải cùng nhau suy nghĩ mới đưa ra ý tưởng được chứ. Suy nghĩ đi. Ừ, mọi người phải cùng ngồi lại với nhau để bàn bạc rồi thống nhất ý kiến. Ủa, mà hai người kia đâu? Sao giờ này hai người kia vẫn chưa tới nữa nhỉ? Thôi kệ họ đi. Người nào chưa tới thì rồi sẽ tới thôi. Còn những người ở đây, mọi người tập luyện đi. Rồi ai có ý tưởng gì mới thì cứ đưa ra. Đi, đi. Ê, là mình đưa cái điều nhảy mì ốc của trong cuộc thi này đi ha. Bắn. Sao giờ này còn ngồi ở đây nữa? Mình không đi bây giờ là trễ giờ đó. Thôi bà đi tập đi. Hôm nay chắc tôi xin nghỉ một ngày, tôi không có tâm trạng. Bà không đi sao tôi đi được? Bây giờ á, có chuyện gì nói tôi nghe coi, tôi với bà cùng giải quyết nè. Không có gì đâu. Chuyện của tôi là chuyện nhỏ mà, bà đừng có quan tâm tôi. Nhìn bà kìa, bà nghĩ bà giấu được tôi á hả? Tôi với bà chơi bao nhiêu lâu rồi, sao bà giấu được tôi? Có chuyện gì nói tôi nghe đi. Tôi nói tôi không có sao hết á, chuyện nhỏ thôi, bà đừng có lo cho tôi nữa. Khiết Băng, đã bao nhiêu lần tôi buồn, tôi khóc, bà đều ở bên cạnh an ủi tôi hết á. Đã bao nhiêu lần bà khuyên nhủ tôi đừng có rời bỏ nhóm. Nên tôi coi bà như là người trong gia đình vậy đó. Thì bây giờ á, bà có thể để tôi giúp bà một lần được không? Để tôi giúp bà như là người trong gia đình của tôi vậy đó. Đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Khóc đi, khóc cho thỏa đi, khóc cho vơi nỗi buồn đi. Tôi lúc nào cũng bên cạnh bà mà. Có tôi mà. Sao đâu. Ba. Ba nói đi ba. Có chuyện gì vậy? Nói đi. Tuệ Nghi là con ruột của tôi. Thì ra ba của cô cũng chính là ba của tôi. Tôi với cô là chị em cùng cha khác mẹ. Trời, bà với Tuệ Nghi là hai chị em á hả? Sao đừng có nói lớn quá, cả trường nghe bây giờ kìa. Tôi xin lỗi. Còn vụ bà ấy chương kiện sao? Tôi biết tính sao nữa. Chuyện tình cảm mà, đâu phải muốn là được đâu. Với lại trong lòng Trương Kiệt cũng đâu có tôi đâu. Mà tôi cố gắng thế nào thì kết quả cũng như vậy thôi à. Bà khủng quá à. Tôi đồng ý cho bà buông tay Trương Kiệt, nhưng mà còn nhường nhịn cho Tuệ Nghi thì không có được. Trong chuyện tình cảm làm gì có chuyện mà nhường nhịn nhau. Chỉ là
Trương Kiệt không phải là định mệnh của bà thôi. Giống như tôi với Seven vậy nè, tôi không biết khi nào mới bình thường được với ổng nữa nè. Bà cũng vậy nè, tôi nghĩ là định mệnh của bà đó sắp xuất hiện rồi. Bà tin tôi đi. Tôi cảm ơn bà. Thôi mình đi tập đi, chắc mọi người ở trên đó đợi mình á. Thôi đi, về chỗ tập gì giờ này nữa, người ta tập xong từ đời nào rồi. Thôi giờ tôi đói quá, em tụi mình đi ăn nha. Cũng được. Thấy bà buồn vậy nên hôm nay tôi mời bà, nay tôi bao hen. Ừ, vui nha. Đi. Đi. Ăn gì giờ? Con không biết nữa. Trời ơi, mấy ông mấy bà biết chuyện gì chưa? Chưa. Nè, coi đi nè. Trời ơi. Sao vậy? Trời, tôi không ngờ thầy hiệu trưởng lại đa tình vậy luôn á, mà còn có con riêng nữa chứ. Trời ơi, riết cái trường này giờ nó loạn lắm luôn rồi á. Nhân vật nam chính của bộ phim Tình Chị Duyên Em gây bão cộng đồng mạng bữa giờ đi mà. Trời ơi, thế giới này lạng quá trời luôn. Yêu con chị chán xong nhảy qua tán con em luôn chứ. Mấy người đang nói gì vậy? Sao mấy người cứ thích tụ tập ở đây nói xấu người khác vậy? Không biết cái gì thì đừng có nói. Nè, tự coi đi, cả trường ai cũng biết á, một mình anh là không biết thôi à. Đồ mù quáng. Coi đi. Tuyền Nhi, con gái của ba. Thôi, trả điện thoại cho tôi, coi gì mà lâu quá vậy. Thôi thôi, mình lên lớp đó, mình nói cho mấy người khác nghe. Đi, đi, đi. Alo. Cậu xử hai mẹ con mà lần trước tôi nói với cậu, bao nhiêu tiền cũng được. Cậu làm cho hai mẹ con đó biến khỏi cuộc đời của tôi sẽ trả gấp đôi. Cậu làm ngay đi. Lần trước tôi đã tha cho cô, lần này tự cô chui vào chỗ chết, tôi sẽ cho cô tội nguyện. Cô tưởng cô thắng tôi vì một cái clip cỏn con đó hay sao? Mẹ, mẹ khi người xử ai vậy mẹ? Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ đâu có. Dù mẹ tệ nghi có làm lỗi như thế nào đi nữa thì cũng không đáng để mẹ kêu người xử họ như vậy đâu. Mẹ có biết là Tại Nghi là một cô gái đáng thương không? Con không có biết gì hết á. Con chỉ nghe lời mẹ của cổ thôi à. Vậy tại sao mẹ lại nỡ làm hại luôn cả Tại Nghi vậy mẹ? Con im đi. Mẹ nó xấu thì nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Nguồn đục thì dòng không trong, gốc cong thì cây không có thẳng. Con biết không? Mẹ, con xin mẹ. Mẹ gì? Mẹ nghe con giải thích đi mẹ. Mẹ ơi đừng như vậy mà mẹ. Tại Nghi, clip này là mẹ đăng đúng không? Tại sao mẹ lại làm như vậy? Con mà cũng hỏi mẹ câu đó đó hả? Mẹ làm là tất cả vì con đó. Nhưng mà mẹ làm như vậy thì ba của con. Ba của con?
Có vẻ con thân thiết với ông ta quá nha. Mà thôi cũng được, cũng tốt thôi. Mẹ làm tất cả là vì con mà. Mẹ sẽ giành lại những gì mà đáng ra thuộc về mẹ con mình. Nhưng mà con không cần những thứ đó. Con chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn, được đi học với bạn bè. Mẹ làm như vậy là đang phá hoại cuộc sống của Khiết Băng và mẹ cô ấy. Họ sẽ không để yên đâu. Im đi. Cái con đàn bà đó không xứng đáng hạnh phúc. Hạnh phúc đó là của mẹ con mình. Của mẹ con mình, con biết chưa? Mà tụi bay bắt bà lại cho tao. Mấy người là ai vậy? Giang ra, mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi vậy? Mấy người là ai? Bộ mẹ ra. Tuyền Nghi, đi vô đi con. Lại. Mấy người là ai? Thả mẹ tôi ra. Thả con tôi ra. Mấy người là ai? Bà làm cái gì? Bà phải biết bà làm cái gì. Một con kiến càng mà đòi ngang hàng với hộ dữ hả? Hả? Mọi việc là do tôi làm, không liên quan gì tới con gái tôi. Mẹ. Thả con gái tôi ra. Thả nó ra. Sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng hả? Bà làm hay con gái bà làm á thì cũng vậy thôi. Diệt cỏ bị diệt gốc. Dẫn đi. Ông rồi. Con này cơm mồm tao vả chết bây giờ. Dẫn đi. Dừng lại. Thả mẹ con họ ra. Nó làm cái gì vậy? Con nhỏ này. Đi ra. Mày là con nào mà dám xem vào chuyện làm ăn của tao? Mỗi đứa nào dám xem vào chuyện làm ăn của tao đều không có kết cục tốt. Mày nghe rõ chưa? Cút. Thả ra. Tao cứ thích xen vào đấy. Mày làm gì tao? Nó là thằng Kata xem chiếu đại ca. Tao biết rồi, mày không cần phải nhắc. Kata. Đấy là chuyện làm ăn của tao. Tao thích xen đấy. Mày làm gì được tao? Mày đừng có tưởng danh tiếng mày lẫy lừng mà tao sợ mày nhá. Đây không phải là xóm chiếu. Mày hiểu chưa? Một mình mày không đụng hết đàn em của tao đâu. Mày nghe rõ chưa? Vậy thì mày đừng có trách. Anh em. Mày muốn đụng bạn bè của tao, mày hỏi ý kiến anh em tao trước này. Mày được lắm. Mày sao mày? Sao mày? Sao mày? Lâu lắm rồi tao mới gặp một thằng dám hăm dọa tao như mày. Chết mày. Mày nhớ mặt của tao như mày. Anh em rút. Tao đợi mày này. Tao đứng đây tao đợi mày này. Tụi tao không bỏ vào chuyện này đâu. Bất cứ khi nào tụi mày thích tới đây tìm tao. Mày đụng bạn bè tao lần nữa xem tao làm gì mày. Cảm ơn anh em nhiều nhá. Không có gì đâu. Okay, anh em các bạn. Tối nhận nha. Có gì alo tụi tao. Okay, tụi tao đi nha. Cô có sao không con? Dạ, con xin lỗi cô. Thật ra mẹ con lỡ... Cô im đi. Cô không có tư cách gì ở đây hết. Một người đấm, một người xoa. Hai mẹ con đừng giả tao trước mặt tôi nữa. Cô ơi. Cút ra khỏi nhà tôi ngay. Đi vô. Mẹ. Nếu như không có cô ấy, hai mẹ con cô cũng không có yên ổn bây giờ đâu. Tôi xin lỗi nha. Mẹ tôi có hơi nặng lời. Có gì hai người bỏ qua nha. Không sao đâu. Tôi biết mà. Thấy hai mẹ con cô bình an là được rồi. Thật ra tôi biết chuyện của người lớn á làm cho tụi mình tổn thương quá nhiều. Thôi không sao đâu. Cô vô lo cho mẹ cô đi. Cảm ơn cô. Cảm ơn Kata. Em cảm ơn anh. Để anh đem về nhé. Ở đây nè anh. Quẹo đây. Wow. Nhà em to nhỉ. Nhiều cây. Hôm nay em thành thật cảm ơn anh. Hồi nãy tại em gấp quá cho nên mới phiền đến anh. Nếu như hôm nay mà không có anh, chắc em nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn á. Không có phiền gì đâu em đừng nghĩ như vậy. Chỉ cần là em thì anh sẽ giúp hết mình mà. Kể cả là phải hy sinh tính mạng này. Khủng quá
tự nhiên nó hy sinh tính mạng à. Mà hồi nãy nhìn anh ngầu quá ha. Anh có phải là dân anh chị trong giang hồ không vậy? Em đừng nghĩ như vậy. Nhìn anh thế này thôi chứ, anh hiền lắm. Anh chưa đánh ai một lần nào cả. Anh xăm thế này thôi để người ta không bắt nạt anh thôi. Anh hiền cực kỳ, anh hiền queo à. Anh thề luôn á. Tại vì anh chơi với anh chị nhiều, anh giúp đỡ họ nhiều, chắc là họ giúp đỡ lại anh thôi. Mà anh thấy sao có chuyện gì nó nghiêm trọng quá vậy? Thật ra cũng là chuyện trong gia đình em thôi à, không có gì đâu, anh yên tâm đi. Hay là để anh tìm người rồi xử lý cái người thuê đám giang hồ đó nhá. Không được, cái chuyện này nó cũng đâu còn gì nữa đâu. Anh đừng có thuê người kiếm gì nữa nha. Giang hồ đó em, giang hồ đó, anh thấy chuyện này to lắm đó. Mà bây giờ nó nhỏ xíu lại rồi, hết to rồi, nó cũng xong hết luôn rồi anh, nó kết thúc rồi, không còn gì nữa đâu. Anh đừng có xé cái chuyện này lớn hơn nữa nha. Ok, ok. Nếu như mà em nói như vậy thì ok, anh tin em. Nếu như mà có gì khó khăn thì cứ alo anh. Em biết rồi, cái gì anh... em sẽ gọi cho anh. Khăn nước quá nhỉ? Ngày hôm nay em cũng cảm ơn anh. Cho nên chắc bây giờ em vô nhà trước. Bữa sau em gặp anh nha. Để bữa sau em mời anh đi uống nước. Tại mẹ em hơi khó cho nên em đi nha. Cảm ơn anh. Thôi vậy em vào đi. Anh đi theo em chi vậy? Em vào đi. Em vào rồi anh yên tâm. Về trước đi nha. Hay là mình cứ liều đi nhở? Chỉ là trở về thôi mà. Nhưng mà tự nhiên mình chạy tới xong rồi cô ấy kêu có Trương Kiệt trở về hay là đợi tài xế quê lắm. Kata ơi là Kata. Lần đầu tiên trong đời chở một cô gái về mà khó khăn như vậy. Thôi liều ăn nhiều đi. Sao đâu, trở về thôi mà. Chỉ cần ra hỏi là em ơi em có cần trở về không. Bình thường mà đúng không? Vòng vòng rồi anh tiện đường, anh ghé thôi đây thôi. Đi lòng vòng tiện đường. Ủa em hay nhớ quán của anh ở xa lắm mà. Em mới học xong hả? Dạ để... em mới học xong. Để anh chở em về nhá. Hả? Để anh chở em về. Anh có thể nói với em một cái ánh mắt thật tình nhất cũng như là tự tin một chút xíu được không? Anh chở em về nhá. Đi. Ủa sao hôm nay anh đổi xe rồi? Ồ còn đổi xe bê ga luôn hả? Xe kia của anh chạy ồn lắm. Anh chạy xe ngoài đường mà người ta cứ nhìn anh ngại lắm. Anh mới chuyển qua dòng này. Đây là dòng Bega Pool 2. Khá là nhẹ nhàng, không có tiếng ồn. Ồ cũng chịu để ý dữ ha. Vậy mà từ trước tới giờ em cứ tưởng anh hay làm màu để gây sự chú ý với người khác chứ. Đâu có đâu, em nghĩ thế. Nhìn Bega nhỏ nhắn thế này mà nó mạnh lắm á. Chở ba lên dốc vô tư. Trời ơi, dám chở ba luôn hả? Ý em mạnh á. Em nói giỡn thôi. Chứ mấy cái chức năng của xe Bega này em biết hết á. Bởi vì em rất thích xe Bega mà. Thôi, anh chạy em về nha. Ồ, cảm ơn anh. Cái này cắp hoặc gì đây? Đợi đi.
con. Chú, con chào chú. Bay thiệt tình á, dạo này không thấy đứa nào ra ăn chè thăm chú hết á. Hết con tự nhiên nó hẹn chú ra ngoài quán cà phê, giờ tới con á, hẹn chú ra đây. Có chuyện gì nói chú nghe nhanh rồi chú còn về bán quán nữa. Chú đừng có trách con. Con cũng muốn qua quán chè thăm chú lắm. Nhưng con sợ con qua quán chè vô tình mà gặp Tuệ Nghi với lại bạn trai mới thì khó xử cho cô ấy lắm. Nên là con hẹn chú ra đây. Cái gì? Người yêu mới có Tuệ Nghi hả? Làm gì có con. Nếu mà có thì nó đã dẫn ra quán chè là chú biết mặt rồi. Lần này chú không biết mà. Ủa? Thật ra Tuệ Nghi có người yêu mới rồi. Bộ Tuệ Nghi không nói chú biết hả? Trời đất ơi, cái con này á, chú biết tính nó mà, xưa rày có chuyện gì nó cũng kể cho chú nghe hết á. Còn cái chuyện này chú chưa nghe nó nói. Chú chỉ nhớ là cái lần cuối cùng gặp nó gần nhất á, là tại quán cà phê. Cái lần đó chú thấy nó cũng có biểu hiện hơi khác lạ một chút thôi. Tại vì trước giờ nó thích ăn chè, nó thích ngọt, nó không thích uống cà phê, tại vì cà phê đắng lắm, nó không có quen. Nhưng mà cái lần này nó lại ráng uống cà phê, mà nó còn nói câu là con ráng uống biết đâu rồi sẽ quen. Đó, chú thấy cũng hơi lạ lạ chỗ đó. Có khi nào cái con nhỏ này nó đang ép nó làm cái chuyện gì mà nó không muốn không ta? Hello bạn Nhi Cathy. Hello. Bạn đang làm gì vậy? Đang gắn micro. Gắn micro xong rồi. Hen hen luôn. Hen hen luôn. Gọi là hen hen là mới quay đó. Mọi người có biết hen hen là gì không? Móc làm móc làm. Thực sự thì ngày hôm nay quay rất là vui ạ. Toàn cảnh bi không. Cho nên mắt hơi sưng chút xíu. Nên không có đẹp trên lắm. Chứ bình thường là Nhi rất là đẹp. Nãy không phải làm được nha. Nhìn anh như vậy thôi, anh hiền lắm. Anh chưa đánh ai một lần, chưa bao giờ đánh ai luôn á. Anh lại đi. Giá rổ. Anh xăm để người ta không bắt nạt anh thôi, chứ anh chưa đánh ai bao giờ. Thật. Thề. Cái gì vậy? Gái tên. Konnichiwa, Likyo desu. Lấy tập rồi, sách rồi ra đây giùm anh đi. Hey. Hey. Christmas. Hasumita. Yoroshiku. Các bạn ơi, và ngày hôm nay thì tiến độ của công việc cũng rất là gọi là được thuận lợi. Mọi chuyện đều diễn ra rất là tốt đẹp và nhanh chóng, rất là vui và khi nghĩ là hôm nay sẽ được off sớm. Bao nhiêu công sức kéo anh em tới chỉ phải thể hiện để cô gái thôi. Đó, cô đó đó. Em hỏi chuyện là do tôi làm. Gì ạ? Đây là bạn của tao. Mày động tới bạn của tao là mày động tới tao. Rồi, tiếp. Tao động vào mày là tao. Rồi, quay cái này thằng khỏi đâu này nè. Thằng tôi à, cứ hello làm gì không? Nắng quá, nhiều nhiều ra đứng, khó đầu diễn ra đứng giùm. Cho tiếp máy. Rồi, nghe điểm đi xì lì đi nha. Chị quay đúng một lần hay chưa? Nhi ơi, Nhi ơi, Nhi à, nắng không? Nắng. Nói gì rồi? Nắng quá, bực mình quá, làm sao bây giờ? Mọi người ơi, hôm nay là show của Thiên Bang. Cho nên, nó hả, Thiên Bang rất là mệt. Em ơi, phim ăn cũng rất là mệt hết sau những ngày làm việc thờ vất vả. Cho nên ngày hôm nay Nhi có ngỏ ý là muốn đại đoàn ăn món tóc nướng. Tóc nướng. Tóc nè, tóc sợi mè. Nướng rất là ngon.
muốn ăn không? Anh muốn lừa dối hai mẹ con em tới bao giờ? Ba nói đi ba. Trời ơi. Đấy nha, cắt đó. Tao đứng đây tao đợi tụi mày đấy. Bất cứ khi nào tụi mày thích, tao chiều. Cứ đến em tìm tao. Đụng tới bạn bè của tao lần nữa coi. Con mẹ con mình có biết chưa? Nhưng mà Mẹ.